living in Modolkiri, so we're gonna head to Kampong Cham. So from here to Kampong Cham is gonna be another 280 kilometers away from here. I really love Modolkiri, the mountains, and also the natures. I don't know, I just feel really like this place. Maybe I'll come back in the future, maybe I'll come and live here. So it's really sad for me to live here because I love all the mountains. The weather here is perfect, even though in the Siem Reap it's going to be really hot right now. But here it's like you can feel the beautiful breeze all the time. Tôi có Poung Cham đây. Tôi có Poung Cham à? Đang mà chi chi mắn sắp ra về chọc tao mộng nó. Thay vì khôi à bọp lên đi. Lạc đại tầm nắng. Chơi vẹt đấy. Đang ở bóng xu tư con dòng mẹn mẹn pru mẹn chả là Trong Nó chơi nào bây giờ? Làm cái nào? Poung Cham. Poung Cham đây. Mẹn lối anh. Chỉ bắt đầu mà tầm xin riêng. Mẹn đoàn nó tớ kia lại tớ như là mẹn lối dùng dịch nghề hải. Chỉ bắt đầu trăm mới mà này. Chỉ bắt đầu mẹn chiên đam lót chọc tầm lầm. Để chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chúng ta sẽ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Preavihear Preavihear Ratanakkiri Vâng
No wasting time, the night is young. Just you and I until the